Sáng hôm nay thì Sang với mấy đứa, mấy anh em Sang thì đang trên một cái xuồng nhỏ mọi người, lên đên trên một con kênh rạch rất là dài luôn. Con kênh này thì một đoạn nữa là nó sẽ đổ ra một con sông lớn, từ con sông này đổ một đoạn nữa là ra tới ngoài cửa biển nha. Nên con kênh này gọi là kênh nước mặn nha mấy đứa. Nước ở đây giống như là nước biển, không khác gì hết cả. Hiện tại thì Sang đang ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Đợt này thì Sang dắt mấy đứa về đây để làm một cái video thử thách sinh tồn nha mấy đứa. Anh với mấy đứa sẽ ở trên cái xuồng này, đi dọc theo con kênh này mò cua, bắt cá, bắt tôm nha. Mình mò được cái gì, mình kiếm được cái gì thì mình ăn cái đó, giống như là mình sinh tồn trên suối nha mấy đứa. Nhưng mà chỉ khác một cái là ở suối thì có cá suối với ốc thôi đúng không. Nhưng mà ở trên con kênh này đặc biệt là sẽ có tôm nè, có cua biển nè, có ghẹ nè, có mực, có bạch tuộc, có đủ thứ. Nói chung là biển có cái gì thì ở đây có cái đó, tại vì ở đây gọi là cửa biển nha mấy đứa. Sang với mấy đứa sẽ ở trên đây, sống trên đây 28 giờ nha. Mò cua, bắt cá, bắt ốc, bắt tôm. Rồi khi nào mà mò sẽ có đồ ăn thì sẽ lên trên một cái cồn và sống ở trên đó đêm nay nha mọi người. Giờ thì mấy đứa sẵn sàng cái thử thách này chưa? Theo như Sang được biết là ở khu vực này nó có hai con nước nha mọi người. Con nước đầu tiên là nước lớn và nước rồng. Nước lớn là nước biển nó sẽ dâng nước vào trong đây á mọi người. Còn nước rồng là nước biển nó hạ, thủy triều nó hạ xuống, nó rút nước ra. Nên bây giờ thì đang là nước lớn như mấy đứa. Nước còn sâu lắm nên Sang với mấy đứa chưa thể đi mò cua bắt cá được, tại vì nó chưa có lòi hang lên đó mọi người. Nên Sang với mấy đứa phải đợi nước rồng. Trong thời gian đợi cho nước nó rồng xuống thì mình sẽ đi làm một con chòi nha. Ở đây có một cái đám dừa nước mọi người. Sang với mấy đứa định là sẽ chặt một ít dừa nước để làm một căn chòi để tối nay Sang với mấy đứa sẽ ngủ lại trên đây một đêm. Giờ văng kiếm một bãi đất trống đi. Con hào nó cắt à? Ủa, không có bụi gì nữa, không có trái gì nữa ta. Nè văng cầm đi anh, chặt đưa ra cho. Cái xuồng bị lủng á. Để văng. Giờ Sang sẽ kiếm khoảng tầm 20 cái tàu gì nước luôn. Thôi, nắm lại tâm vậy đó. Thôi để lên xuồng quá. Mấy đứa né ra nè, để mình đừng cho nó xuống nước. Cho xuống nước hồi nó ướt thì khó làm. Rồi kéo cái đầu nó vô. Ủa luôn nha. Nè Giang đỡ cái này nha. Rồi kéo nó xuống, để nó xuống mấy đứa ơi. Và mọi người xem một tàu lá dừa nước nè. Mấy tàu Giang đếm nha. Rồi một cây chặt một ít thôi, để không có chết cây á, lui lại một chút. Những cái bụi dừa này mọi người là nó mọc cặp bờ sông nha. Cặp bờ kênh, rồi dính đây. Cái cây này nè, mấy cái cây già già này nó sắp héo, mình sẽ làm cái thân của cái trụ nha. Còn những cái lá là tươi tươi thì mình sẽ làm cái phần mái. 20 lá là nhưng mà đổ 20 lá kêu anh nha. Rồi cho lên. Đây là một cái lá dừa già mọi người, nó chẳng khác gì một cái tre hết cả. Nên Sang sẽ dùng cái thân của cái dừa này để làm cái thân của cái sống dừa này, làm cái khung nha, cái khung cho căn nhà. Do này mùa nắng nên làm cũng đơn giản thôi. Đó đó, cắt bỏ này. Lựa cho anh mấy cái già như thế này nè, anh chặt ha. Cái nào già đưa đây chặt. Như cái tre luôn ha. Chặt nào. Dài nữa. Làm cái chòi cũng đơn sơ thôi nha mọi người. Tại vì mùa này là mùa nắng ấy, không có mưa, chủ yếu là che gió thôi, che nắng mà che chứ, che nắng thôi. Rồi một cây bên đây, tâm nhìn bên đây, nhìn bên đó, một cây đây nghe, đây, rồi.
Do mùa này á mọi người là mùa nắng không có mưa nên sang như đứa thì cũng không cần làm chòi nó quá kiên cố nha. Chủ yếu là che cái phần lá phía trên để cho nó che cái phần nắng thôi, còn phần mưa thì không sợ. Rồi cho cái đuôi xuống rồi lợp lên đi, lợp thẳng lên luôn đó, như vậy thôi. Dẹt lại trước, đỏ lại chị coi, nó đang cột về phía trước hình như nó nặng quá, cái lá dừa nặng lắm, như cái sống dừa nó chịu nổi. Sang vừa mới làm xong cái phần mái cho căn nhà nha người, lợp lá dừa lên phía trên thôi, như vậy là đủ che mát rồi ha. Với lại ngủ thì ngủ đây nha. Rồi anh cầm đi, anh chẻ cái sống dừa này ra để làm cái chỗ lót lót ngủ. Chục lá dừa là đủ rồi. Cái dừa này nó có cái sống phía đây mọi người, cái giờ sao phải chẻ bỏ cái sống này đi, ngủ không nó đau lưng lắm. Lay hoay nãy giờ hơn 15 phút mọi người, sang với mấy đứa cũng đã hoàn thành xong cái căn chòi rồi nha. Chòi thì làm cũng đơn giản thôi, gác một ít lá dừa lên trên làm một cái sóng, với lại chạy một ít lá dừa dưới tâm với việc nằm thử đi. Nằm thử coi có nào làm được. Chỗ này nó có cái u đất mọi người, nó khó nằm hả? Dạ, em có khó nằm. Tối nay đào cái chỗ này đi ha, lấy cái dao sẽ đào cái u đất này đi là nằm được, lót cái lá dừa dư phía dưới, tối chặt thêm một ít nữa là được. Thôi bố anh em mình ngủ đây thoải mái rồi ha. Vậy là xong chỗ ngủ nha mọi người. Bây giờ nước thì chắc cũng đã rút bớt đi, nên sai cái đứa sẽ xuống xuồng và mình sẽ đi thả lưới kiếm đồ ăn nha. Đi xuống xuồng mấy chứ, cầm dao đi, cầm dao cầm cái ấy. Giờ thì nước rút rồi nè, hồi nãy thì xe xuống là nước nó tận trên đây mọi người, giờ thì nước rút gần cả 2-3 gang đi, nên giờ thì mấy anh em sang sẽ đi đi mò nha. Giờ thì sang với mọi người cùng với mấy đứa mình đi dọc theo con kênh này để đi mò cua cá. Sang có mang theo một tay lưới nữa, mình sẽ đi thả lưới để kiếm đồ ăn nha. Cái thật với mọi người, con kênh này á, sang hôm nay sang quay á, là một con kênh quảng canh nha, có nghĩa là người ta ngăn cái con kênh này lại, người ta không có thả cua cá xuống đây. Nhưng mà trong đây nó có cua cá tự nhiên và người ta đã rất lâu rồi không có ai vào trong đây bắt đó mọi người. Người ta giữ lại á, thường thì 2 năm đến 3 năm á thì người ta sẽ tác cạn và người ta bắt một lần á. Nên hy vọng là trong đây sẽ có nhiều cua cá nha. Cái này thì Sang đã xin phép rồi, Sang mới vào nha mọi người. Ui, ở đây có một buồng nhiều nước đây. Đây có buồng nhiều nước không mọi người. Nhưng mà không phải buồng nào cũng ăn được mọi người. Buồng kia già nè, để thử xem buồng này nó già chưa. Đây là cái trái của nó, mọi người mua một chùm trái luôn. Quá đã, nhanh cầm cho anh đi. Bây giờ Sang sẽ rồi dịnh lại nha. Sang sẽ chẻ một cái ra xem là nó non hay nó già mọi người. Nếu mà non mới ăn được, già quá không. Gõ ra đây. Đây là một cái nhiều nước nè. Non. Ôi, chưa có luôn. Nó có cái phần nước ngọt lắm nha mọi người. Nó chưa có cơm nhưng mà vẫn có nước, để anh chặt ra lấy nước uống. Đây mọi người thấy phía trong không? Nó có một miếng nước nè. Nè, Tâm, uống đi, uống cho đỡ khát nước. Nó không quá nhiều nhưng mà nó có nước để uống nha. Đây. Ôi, cái trái này bể nè. Ngon không Tâm? À, mọi người, nè, có nước của nó nha. Nước đó thì đây vậy, đưa ra nhiều nước. Nè, đây nước nè. Mời mọi người nha. Ngọt lắm. Đây sẽ tiếp tục phát hiện là có một cái buồng dừa nước tiếp nha mọi người. Buồng này nó đen hơn nè, hy vọng nó già. Ôi, sắp rụng rồi, sắp bay rồi. Thôi cái này chắc không ăn được mọi người, nó rụng chỗ này là nó sắp già rồi. Cái buồng dừa nước nè mọi người, không biết là buồng này nó già hay chưa. Buồng này nhỏ quá ha. Đây, buồng nhỏ nó chưa già, buồng bên đây được nè. Buồng này chắc hy vọng là ăn được nha, nãy giờ kiếm buồng dừa nước để ăn mà khó quá. Trời ơi quá cứng luôn.
Rồi Giang cầm cho anh trẻ ra thử. Quá cứng mà không biết bao dài chưa. Quá cứng luôn mọi người. Nhìn vậy thôi không ăn được nha. Nó cứng giống như đá trong đây luôn. Đây là cơm của nó nè. Cơm của nó rất là dày. Cơm rất tay luôn. Bèo béo. Cứng quá. Kiếm buồn khác. Thôi giờ đi mò đi ha. Nãy giờ sang kiếm mấy buồn rồi mọi người. 4-5 buồn á. Nhưng mà buồn thì non quá, buồn thì vừa quá, già quá. Chừng khi nào thấy buồn nó vừa vừa thì sang quay tiếp mọi người. Giờ mình sẽ đi xuống dưới kia ha. Ở dưới đó có một cái cồn. Mình sẽ đi mò cá dưới đó mọi người. Trời ơi, nước cạn quá. Xuống cồn mò cá. Có cồn đó luôn. À, ở phía trên đây nó có một cái cồn nổi ở giữa cái cái kênh mọi người. Giờ sang đi lên xem có hang cua trên đây không. Ồ, rễ nước nó trầm lình. Mấy đứa đi xung quanh nha, nhìn coi có hang không nha. Lên đây mò thử. Ở đây Sang có Sang phát hiện có một cái hang nè mọi người. Đây mọi người thấy hang còn rất là mới không? Nó còn nước luôn. Giờ mình mò thử hang này nhé. Hang bỏ rồi. Còn mới vậy mà bỏ ta. Bỏ. Cái hang mọi người. Giờ mò thử nha. Ồ, hang này mới nè. Sâu lắm. Đây, bắt ra. Đây. Cầm quay đi. Nó kẹp à? Dạ. Ở trong bọc dừa đúng không? Ừ. Cứng hết luôn á. Tâm đưa cái ba tay đi Tâm ơi. Sợ nó kẹp lắm. Sang thì có đem theo mấy cái bao tay như thế này nha mọi người. Để bắt cua nha, chứ bắt tay không là sợ lắm. Tại vì một lần Sang bắt cua biển sao biết rồi. Nó cắn rất là đau. Con này không có chân ta. Không đụng chân. Con gì vậy ta? Cua gì kỳ cục. Ủa? À, cua đá, cua cấm. Wow. Đây mọi người ơi. Ở trong cái bập dừa ở đây Sang như mấy đứa mò được một con cấm này. Quá trời bự luôn. Hàng chi nó cứ ngắt nó bám trong đó như cục đá vậy. Đây cái càng của nó này. Mới đầu Sang cứ tưởng cua biển nhưng không phải. Tại vì cua biển rất là nhanh. Đó là một con đầu tiên. Vậy là mấy con này ở bập dừa ha. Dạ. Mò rụng hết chân lên. Mà cho vô xô không nó chạy mất. Còn bao tay không? Mấy đứa mang bao tay vô đi. Mò mà không có bao tay thì mấy con này kẹp chịu không nổi đâu. Được không? Hai con luôn hả? Ui con này bự hơn nè. Đây cho vô đây. Ba con kia. Đây ăn gì cái giữa mắt được con luôn. Ê nó kẹp con này nhé. Trời gầm không buông. Đây thêm một con nữa mà. Con này càng quá bự luôn. Ở đây nó có một cái ụ đó. Đây có con không? Nó nằm ở trong cái rễ đấy em nè. Ui xong lắm. Ui có cua luôn. Đi nha, Giang cầm đi, Giang cầm qua cho anh. Nó kẹp. Ui. Lấy cái dao cho anh. Không, lấy dao. Trời ơi, nó kẹp bỏ càng luôn. Ở trong hang nó có con cua mọi người. Sang thọt tay vô nó kẹp sang này. Hơn là có bao tay không là chết rồi. Đây, dấu nó kẹp này. Được hai cái càng. Phải cắn bỏ cái càng nó không nó kẹp đau lắm mọi người. Mọi người thông cảm nè. Rồi hai càng nha mọi người. Đây này. Rồi, tập cập đi. Rồi anh bắt con cua ra cho. Ồ, nó đau.
đau điếng luôn mọi người. Mày không chạy được đâu, giờ là mày không còn cái gì để chi cắn nữa. Trời ơi, kẹp chi rồi giờ không còn cái gì hết vậy. Hết đồ hàng luôn. Đây mọi người, đây là con cua đầu tiên mà Sang với đứa bắt được nha. Con này có càng nha, mà nó kẹp đây. Nó kẹp Sang nó bỏ càng luôn nè, nó kẹp Sang nó rụng bỏ càng luôn. Cua cá nha. Rồi, một con. Đi vô này nè mọi người, rồi bắt đi. Không chạy luôn chứ. Đấy, nó kẹp, bắt ở mình thôi. Con này kẹp là nghe nói là nó không buông đâu mọi người. Còn ghê hơn cua biển nữa. Càng của nó nè. Rồi cho vô xô luôn. Là gì? Cái cậu con nữa nè. Ôi ba kia bự vậy, nha nha nha, bên đây nha. Nha nha nha, đây đây đây. Bắt ra nè chàng. À, heo ba kia tưởng đồ hàng cua chứ. Ba kia bự, ba kia bự. Thôi từ 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 từ. Đây bỏ đây. Để nó xuống sình đó, để nó xuống sình đó. Để xuống. Thôi con ba kia làm cái hang chà bá luôn mọi người. Đây mọi người, đây. Con ba khía này gọi là ba khía cụ luôn hay sao, nó làm cái hang này. Nè, làm cái hang quá trời bự luôn, sao thọt nhá, nó chạy lên tới cái lỗ trên đây. Nó có đường thông ở đây. Anh cứ tưởng là con cua không á trời. Quá trời. Đây này cho, ôi nó biển đi mất. Đây cho vô xôi. À, những hang như vậy thì khó có lắm nha, tại vì không thấy dấu chân. Không có, bỏ rồi. Cô giúp chừng, đi chia ra đi. Mấy đứa đi bên đó đi. Anh kiếm mấy bên đây. Cái hang nào mà nó có dấu chân đúng không? Khi nào thấy hang nào có dấu chân kêu anh nha. Tại vì hang có dấu chân mới có. Mấy đứa đi mé bên đó đi. Anh đi kiếm mé bên đây. Ở đây có một cái đám cái gì rước này. Sang lội vô đây kiếm xem là có hang không. Cái mé mà kia thua. Có hang nhưng mà không có dấu chân. Nhìn kỹ có chừng ong nha mấy đứa. Cái chỗ này nó quá rậm rạp luôn. Quá thích hợp để cho con cua con này con kia ở. Đây, ơi, chạy ra đây nè. Ủa nó kẹp anh nhanh lắm. Đây được rồi. Ôi, con cúm khổng lồ luôn mọi người. Đây nè mọi người xem con cúm này dưới bàn tay Sang nè. Đây, con cúm bằng bàn tay Sang luôn nha. Ủa nó táp mà hơn là mang bao tay là không là nó quặp vô tay Sang này. Đây cái càng đó nè. Quá wow, khổng lồ. Bàn tay luôn. Con này nghe nói là nó kẹp ghê lắm. Giờ thử cho nó kẹp thử cái này. Thử cho nó kẹp thử cái tay vừa. Đây đây, đây kẹp đây. Ui. Con này kẹp ghê lắm. Thôi cho nó vô kia đi. Ghê thì chứ nó tắp pop 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 luôn. Cho vô đây. Có đúng không đây chứ. Ở đây Sang tiếp tục phát hiện là có một cái hang ở dưới gốc cây. Mọi người Sang thọt vô á thì có một con cua phía dưới đó nha. À, nhưng mà rất là sâu luôn, xe đụng nó chạy vào phía trong. Nên Sang vừa mới thiết kế được ở đây một cái cây móc cua này. Đó, từ một cây sắt với lại cột một cái sợi dây vào phía trong người cột đại thôi. Để mà bắt cái hang này nha. Để Giang nghe cầm đây. Ồ, sâu dữ ta. Ôi ôi cái hang. Đây mọi người cái cây này mà lúc ui. Sâu quá. Nãy Sang thò tay vô là đụng nó chạy vô trong luôn rồi. Nãy là nó nằm ở ngoài miệng ha. Đụng đó.
Sao đúng không? Ôi, đây nè. Ở đây mọi người. Con cua này nó lại bị nó kẹp vô đây mọi người. Đây nó kẹp rụng cả cái càng vô cái cây luôn, hàng chi. Đây. Rụng càng qua ta. Vậy còn cái càng này anh mồi luôn. Sang sợ nó kẹp á mọi người nên sang làm cái móc. Giờ nó không kẹp nữa, sang mồi luôn. Nó rụng càng rồi, sợ gì nữa nữa. Nên móc không được. Giờ sang quyết định là có tay vô xong sang lặn vô sang mò luôn. Biển lặng này chắc không có gì nữa rồi. Hàng co thiệt chứ. Kẹp rồi, kẹp rồi. Đây nè. Ui. Đây cái dao này, này. Cái dao tâm. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cầm càng trên, cầm càng trên. Lũng tay rồi. Mọi người ơi, đây mọi người. Đây là con cua mà Sang vừa mới bắt được này. À, do Sang không biết cách bắt cua mọi người. Còn cua tự nhiên như thế này nó rất là, nó gọi là hung dữ luôn á. Cứ thọt tay vô là nó kẹp à. Đây. Giang cầm ta, Tâm cầm con này ra anh đây. Đây nó kẹp mọi người. Đây, lũng tay luôn. Đây nè. Đây giấu nè. Con này thì giống y như con hào luôn nha. Mà thường là con hào nó sẽ bám vào thành đá hoặc là cái bờ hay cái gì đó. Nhưng mà cái con này thì sang với mấy nước. Mò được nó dưới sình luôn nha mọi người. Đây, không biết là con gì luôn. Nè, nó không có chỗ bám luôn nè. Nó có hai cái nắp luôn mọi người. Nó mở ra mở vô luôn. Giờ sang gõ thử xem nó còn sống hay không nha. Tại vì sang sang nghe nói là con hào là phải bám vô cái ấy rồi chị đứt chung như vậy đó. Còn sống, còn sống. Đây còn sống luôn mọi người. Thôi cái này để nha. Rồi vô sâu luôn, lát về nướng ăn. Không biết là con gì. Chắc là dòng họ của con hào thôi. Tại vì thường con hào sẽ phải bám vô cái này, bám vô cái kia. Mà con này nằm dưới sinh luôn. Sang với đứa đi mò từ sáng tới giờ mọi người. Bây giờ thì cũng là 11 giờ mấy, 12 giờ trưa rồi. Mò từ sáng tới giờ thì cũng rất là mệt. Với lại thứ hai là nước bắt đầu là nó dâng lên đó mọi người. Tại vì lúc này là bắt đầu là nước, gọi là nước lên đó mọi người. Nước nước lớn á. Nên sang với mấy đứa có lẽ là sẽ dừng cái việc mò lại nha mấy đứa. Tại vì một xíu nữa nước nó sẽ dâng lên bằng nửa cái dừa nước kia. Ngập lên hết cái chỗ đám cồn này luôn. Cái chỗ này là phải sâu cả mét mấy ha. Ngập đầu sang với mấy đứa phải dâng lên một mét mấy nữa. Nên cái việc mà đứng ở đây thì nó nguy hiểm quá. Nên thôi mình dừng việc mò lại nha. Thành quả của Sang với mấy đứa từ sáng giờ mò được thì là được bao nhiêu đây nè mọi người. Đổ ra cho mọi người xem luôn, đổ nó xuống luôn. Đây. Ở chỗ này có một cái đoạn sông rất là đẹp mọi người. Nó to đi, nên Sang dừng lại ở đây cho mấy đứa nó rửa sạch sẽ mấy con cua ha. Đốt đống lửa mấy bên đây. Giờ mình sẽ nướng cái thành quả ngày hôm nay mình mò được á. Lửa đốt ngay trời thì cũng đã có than nha mọi người. Nên bây giờ sẽ đặt vô để nướng. Đây là con cúm này. Nó cứ cúm lại như vậy ha. Trời vô luôn. Không chạy luôn. Đó, nó cúm lại vô lửa, nó cúm lại mọi người, nó không chạy luôn. Cho cua biển vô luôn. Giăng né ra đi, anh cho mấy cái củi này xuống bớt đi. Quá nóng à. Nướng than thôi. Ôi, đây là con hào luôn mọi người. Cho con hào lên vô luôn nha. Nướng nguyên con luôn. Còn giăng cứ đặt vô đi. Nướng than đi. Nóng lắm mọi người. À cứ đặt nó đi. Con cua mới nướng tí xíu mà nó chạy gạch luôn. Ơ à, con cúm này nó rụng càng ta. Nướng đại đi. À nóng quá.
cua này cái sức cài đi, cua này chín rồi. Đây, bóc con cua ra đi, con cua chín rồi, cho nó lên cái bọc dừa đi nè. Hay con cúm chắc chưa chín đâu, con cua biển nó nhanh chín hơn. Nóng quá. Thì sang nướng nãy giờ thì cũng đã chín rồi mọi người, nên dọn lên cái tàu lá dừa đây để ăn cùng với đứa ha. Dạ. Ăn xong á thì Sang với mấy đứa dự định á là sẽ đi dọc theo cái bờ mương này kiếm những cái bọc dừa đó, mình sẽ thả lưới nha. Tại vì đợt này đi á Sang có đem theo một cái tay lưới cá, thả lưới kiếm một ít cá để làm bữa ăn chiều ha mấy đứa. Dạ. Còn mò mấy con cua mấy con cúm này chủ yếu là ăn để lót dạ thôi, chứ ăn mà cho no thì phải có cá ăn nha mọi người. Thôi giờ thì ăn nha. Dạ. Rồi đây là con cúm bự nhất này đó. Quá trời cái càng luôn. Rồi ăn đi, bẻ đi. Đây, cái càng bự nhất nè. Càng bự hơn cái ngón tay cái của Sang này, cho Tâm này. Dạ. Đó. Ôi ôi. Thịt không luôn à. Đây mọi người xem phía sau trong của nó này. Toàn là thịt với thịt ta. Đây cho diện nè. Ăn cái ăn càng cúng chứ. Thế ăn cua lá sẵn sẵn. Nè, dăng có chưa? Nè, cái càng bự này dăng, ăn càng bự đi. Đây, giờ Sang mời mọi người ăn cái càng con cúm nè. Ăn thử xem là nó ngon không. Xong một hồi mình ăn cua. Có thịt không vậy? Cục thịt luôn. Wow, quá trời đã luôn, cho anh mượn cái. Đây mọi người, vậy vừa mới cắn ra nha. Nướng mà giòn luôn cả vỏ này. Nguyên cả một cục thịt đã luôn. Cục thịt bự con tay cái. Tay cái Sang, rồi ăn đi. Trời ơi, rồi ăn đi Tâm ơi. Dạ. Không có thịt luôn mọi người. Con mời chào mọi người nha. Cái con cúm này ngon. Dạ ngon ăn sao. Đây, Sang mời mọi người nha. Cái vỏ nó cũng giòn, dễ cắn lắm. Ủa, sao của anh không có thịt ta? Đây, có được miếng này, mời mọi người nha. Phần thịt nó thơm ghê luôn á. Đây là cái mình của con cúm đó mọi người. Nghe nói là cái mình con này không có cái gì ở trong hết cả. Ôi, khó lột. Ui, cũng có. Đây, phần gạch của nó này. Ăn thử nha, mời mọi người nha. Cái gạch của nó thì cũng có vị giống như gạch cua vậy đó. Nó mặn mặn, nó hôi hôi mùi bùn nha. Ăn thử cái này đi. Khó bùn quá. Đây là cái phần thịt ở phía trong mình của con cúm nè mọi người. Cũng rất là nhiều thịt luôn nha. Chắc cực kỳ luôn. Nhiều thịt kia ta. Anh tưởng đâu là không có thịt, giờ đặt thịt luôn mà. Con này con cúm mà. Vừa mới ăn hết mấy con cúm với mọi người. Còn đây là hai con cua biển. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ ăn thử con cua biển đi nha. Rồi Tâm tách thử cái này con này ra Tâm. Đây mọi người xem cái con này nè. Phần sau cái ốp của nó này. Tại vì Sang đoán là sẽ có gạch nha. Rồi tách ra đi. Tại vì nãy nướng là nó xì gạch luôn mà. Rồi tách cái mua đó. Tách cái mua đó. Tách cái này ra. Mạnh lắm. Cứng quá. Ui. Trời ơi, kẹo luôn nè. Mọi người xem gạch của nó này. Rồi cắm. Bẻ đó. Đây gạch của nó mọi người. Rồi mấy đứa chia nhau ăn đi. Dạ. Nè lấy cái dao cắt đôi này ra. Chạy. Rồi Tâm tách thử con này. Tâm tách này ra. Mùa này là chưa qua cái mùa trăng tròn mọi người. Ui con này cũng có luôn. Con này còn nhiều hơn con kia đó mọi người. Con nhỏ mà nó có vỏ này. Quá trời luôn. Nên nó có gạch mọi người. Thì ăn thử nha. Thôi ăn đi mấy đứa ơi. Đây là Tâm ơi, gạch không nè. Đây mọi người. Nguyên cả một miếng gạch cua luôn nè. Tâm cầm lên. Đây này, Tâm nửa miếng cặp. Đây, giữ ăn cái này vậy. Chính đó. Mà mọi người nha. Ăn với Sang với mấy đứa một miếng gạch cua mò được này. Tự mò luôn nha. Nó hết rồi mà. Hả? Cái cứng hả? Béo hả? Đặt lên đó đi. Còn chưa chín. Cái cục này chưa chín mấy mọi người. Cái chỗ kia còn nửa này đặt lên trên đó nướng tiếp. Đặt ra đi. Cái con đó chưa chín. Ăn con này đi. Mấy đứa ăn cua đi. Rồi chia sẻ cho ông Việt. Rồi cắn đi. Quá trời cái cục gạch đã này. Này vậy. Béo không? Thì biết không sao. Đây còn miếng này luôn nè. Ăn luôn đi. Sang thì no luôn mọi người. Mới bọc ra.
húp nghe tiếng đại. Bây giờ để cho mấy đứa ăn đi, cái con can luôn ăn luôn nha. Ăn xong rồi gom chỗ rồi sang mấy đứa sẽ qua mình. À, vậy thì sang với mấy đứa ăn mấy con cua với mấy con cúm thì cũng chống đói được buổi trưa nha mọi người. Nhưng mà bây giờ kiếm đồ ăn buổi chiều nha mấy đứa. Dạ. Sáng giờ mò thì nó thật cho mọi người thì thành quả nó không được nhiều, chỉ được vài con cúm với lại hai con cua thôi, may mắn được hai con cua. Nhưng mà muốn có đồ ăn nhiều để ăn á thì phải kiếm cá nha. Dạ. Nên sang cũng có mang theo đây tay lưới. Đây, một tay lưới bỏ trong cái xô luôn. Đó. Giờ thì mình sẽ đi lấy tay lưới này để đi thả cái kiếm một cái hụt phía dưới kia. Sang với mấy đứa sẽ đi thả nha. Rồi, nhanh lên đi. À, khi nãy thì Sang với mấy đứa phải chèo tay mọi người, nhưng mà bây giờ là có cái máy rồi. Bây giờ mình đi xuống đi bằng máy nha. Cái ghe miền Tây này thì nó khó chạy hơn là cái ghe ở chỗ anh Huân nha mọi người, rất là khó chạy luôn. Bây giờ mình sẽ chạy đi kiếm một cái bụi trà hoặc đám hụt gì đó. Có lẽ là Sang với mấy đứa sẽ cố gắng là chạy ra tới ngoài sông nha, để thả lưới ngoài đó, hy vọng là kiếm được một ít cá đối hay cái gì đó. Ui, cũng cạn nè. Đây, đưa tay lưới cho. Nay đi thì Sang có mang theo một cái tay lưới mọi người. Giờ thì mấy anh em sẽ sẽ tha tay lưới này nha, để kiếm ít cá. Ui, vừa nước à. Ở về cái vùng Bến Tre này mọi người thì vừa nước là đi đâu gần như là cũng thấy vừa nước hết nha. Nay sẽ kiếm thử một buồng. Ôi ôi, mấy chục buồng luôn. Mấy trăm buồng luôn. Ôi ôi, nhiều. Giờ Sang sẽ thả lưới cho mình. Cái này giống như đây đi ha. Gắm này vô đây. Rồi, mấy đứa cứ ngồi đó đi. Anh lội bộ anh thả đi. Giang gọi lưới cho anh này. Nó bị rối lưới này. Hai đứa nhỏ đang ngồi đó giữ xuồng nha. Rồi gọi nha. Giờ Sang sẽ thả lưới từ đây qua bên mé sông bên kia mọi người, tại lưới này nó cũng rất là dài. À, lưới thì Sang vừa mới thả xong nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ ngâm đây nha. Đi đi vòng xuống đây nè. Đi vòng xuống dưới đây đi. Giờ thì Sang văng với mấy đứa sẽ đi vòng xuống dưới đây nha. Đó, mà vòng xuống dưới đó xong mình bắt đầu là tạt nước đuổi cá lên. Đuổi cá lên xong rồi thăm. Rồi giờ đuổi đi. Đuổi cá lên. Đuổi cá lên. Văng đi ra kia đi, văng đi ra kia đi. Đi đi tới đi. Rồi tạt nước lên. Như vậy nhanh dính cá đó mọi người. Tạt xong chỗ này thì sẽ dời lưới đi xuống chỗ khác đuổi tiếp. Đấy, cứ đi vậy đó. Năm lại đây dính cá nè. Sang như mấy đứa vừa mới đuổi từ chỗ kia mọi người. Từ đây có cá dính ngay đây nè. Đi thăm từ đây đi. Chỗ này chìm hết phao này. Giờ thăm lưới nha. Ui, dính cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì lạ vậy? Ui, con cá gì đây? Này, con cá này giống như là con cá mà đợt xuống sang có xem video là nó ngậm nước nó bắn lên trên cái cây để ăn mồi mọi người. Giang quay đi. Đẹp quá ha. Dạ. Dạng như là cá tai tượng của mình nha. Một con đầu tiên. Ôi, khó gỡ. Sang không biết con cá này là con cá gì nhưng mà nó đẹp quá mọi người. Ôi. Thôi. Giờ thăm lưới nè. Thôi gió chúc mọi người thông cảm nha. Con cá gì nè? Cái gì vậy? Không biết được. Không biết nữa. Ờ, đứng tay. Ủa, những cá đây xảy rồi. Kìa, chúng con nữa Tâm à. Hai con ba con luôn Tâm ơi. Nhanh Tâm. Ô. Đây con lịch nhớt này. Cái gì đây? Giống cà phê gì à? Đây mọi người.
Không biết mọi người biết là con cá này làm cá gì không? Nhìn nó nguyên cá phi vậy. Rồi để cái rổ cho. Đây thì không biết hết tên đâu nha, biết một số tên thôi. Đây, quá đẹp luôn cá này. Rồi vô rổ. Đây còn liệt nhớt nè. Dở dở lên đi, đừng cho nước nó không hồi. Đây, đây, đây. Đây, cá đối, à, con cá đối nè. Đây, đây là con cá đối nha mọi người, quá đã luôn. Trên biển này văng cái mắt rác. Ba con kiếm cá không khó mọi người, mò cua mò ốc thì nó khó chứ kiếm cá văng lưới tí xíu mà mọi người thấy sang vừa mới văng sang đuổi một vòng lại dính nè. Wow, quá trời con cá đối. Cái tay lưới thì Sang thả xong ngâm đó cho mọi người. Khoảng nửa tiếng sau mình sẽ thăm. Còn bây giờ tranh thủ thời gian quay lên trên bờ. Ở trên đây có cái chỗ này, Sang với đứa sẽ bắt một nồi cơm nha. Nấu một cái nồi cơm ở đây luôn. Còn cái chòi thì chủ yếu là để tối nay mấy anh em Sang về đó ngủ thôi. Còn nấu cơm ăn uống thì chỗ nào trống thì cứ lên nấu thôi. Được không? Ừ, đây được, dọn dọn ra nha. Tại vì cái khu chỗ này được gọi là rừng bờ biển đó mọi người, nên cháy rừng nó sẽ nguy hiểm lắm. Bây giờ nấu cơm chỗ này ha. Lấy chai nước, lấy cái can nước lên Tâm ơi. Sang thì nói thật với mọi người là Sang có mang thêm một can nước ngọt để cho mấy đứa nó uống với lại nấu cơm, chứ nước bây giờ chỗ này là nguyên khu này là nước mặn hết, nên nếu mà không đem theo thì có lẽ là sẽ không nấu cơm được đâu mọi người, không có nước uống luôn. Làm bếp đi ha, ra cái cây nha. À, tối bữa nay tắm á, thì mình sẽ dùng cái nước ngọt mình xả lại, tại vì nước mặn á, rất là rít người mọi người, đóng muối trên người luôn á. Hồi nãy Sang lặn xuống dưới cái hàng cua đó, Sang lên tóc Sang khô á, là nó đóng muối phía trên luôn. Nên một hồi là phải rửa lại nước ngọt mới ngủ được. À, được rồi, đừng do quá văng hết nước á, phải tiết kiệm nước thôi mọi người. Ở đây nước ngọt còn quý hơn cả đồ ăn nữa. Rồi, chặt lên bếp lửa đi, Sang vừa mới làm xong bếp lửa. Giờ đợi cơm chín đó là Sang với mấy đứa sẽ đi thăm cá, thăm lưới có cá thì sẽ mang về để kho. Đó. Rồi canh nha, đừng cho cháy lan nha. Thôi giờ nấu nồi cơm nha mọi người. Cái chỗ này thì cái kinh nó nằm ngoài đây, một cái chỗ này quá đẹp luôn. Đấy đây, đấy đây. À, cơm thì nãy giờ Sang với mấy đứa nấu á, cũng đã chín rồi mọi người. Nên giờ thì sẽ chạy xuồng đi thăm lưới nha, xem có cá hay không. Chứ nãy thì cũng gỡ được 4-5 con thì chưa tới. Gì đây, giờ Sang sẽ nổ máy xuồng lên nha. Thôi nha. Cá gì miệng to thiệt. Rồi thả cái văn nhỏ quá để họ rối lưới hết. Rồi thả đi ạ. Nhỏ quá. Cá đối nhỏ. Ủa cũng bự. Đây gỡ luôn đi ha. Chục con đủ ăn rồi, tại vì trời cũng chiều mà người sợ là thủy triều lên quá là ngập. Giờ là bỏ đâu được. Bỏ áo đi, cởi áo ra đi. Đây, cá đối mọi người. Chắc là Sang thăm xong rồi quay lại là gom lưới luôn quá. Rồi, cá nhiều mà chứ đâu cần phải đợi đâu. Cột chưa? Rồi, bỏ nó giữa cái cầm thôi, không thấy đâu. Cầm này đi. Tính rồi. Đó. Thăm. Rồi cái nhỏ đầy luôn. Cái gì? Cá
cá phi ta. Mình đi cá phi ha. Dạ. Cái này cá thanh ha. Lưới này dính được bằng cá nó cũng bự bự nè, trồng trồng nè. Quấn quá quấn. Đây, con này cũng vừa vừa nha. Bàn tay có cái cờ phía trên ta. Đây mình. Vừa sấy quá. À, Sang với mấy đứa vừa mới thăm hết tay lưới rồi, thành quả từ nãy tới giờ nè. Giang chắc 2 tiếng đồng hồ á. Tiếng mấy? Được đây hai con cá này mọi người. Đây, không biết cá gì. Hai con. Đây hai con cá đối, một con cá đối vừa vừa. Một con cá đối to, một cái vừa, 4 con. Con này 5 6 7 8 9 10 con nha. Cái này biết cái gì 10 con. Ở trong đây còn nữa nè. Trong lưới ở đây còn chục con cá nhớt, liệt nhớt nữa. Này cho văng lên gỡ. À, đủ ha. 20 con. Nhiều đây đủ nồi kho rồi mọi người, nên Sang với mấy đứa sẽ thâu lưới và đi về cái chỗ nấu cơm á, để mà ăn cơm xong rồi chạy về chòi đi ngủ nha. Tại vì mọi người xem này, mặt trời nó xuống rồi. Giờ thì bắt đầu là nước dâng lên nhiều rồi chứ. Nãy giờ chỗ này là cạn này. Ôi, nhà hoàng đến lên đó. Cái chim chung. Lên 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 đi, lên chạy về chòi. Chạy về chòi để nấu cơm ăn cơm mọi người, đói bụng. Cầm chứ. Đẩy đâu ra? Con nước chìm xuống rồi. Hả? Hả? Rồi, giữ đó đi. Sang với mấy đứa thì cũng về tới cái chỗ nấu cơm. Đây, cơm muốn chín rồi. Nướng đi ha. Cá này chắc là Sang với mấy đứa sẽ nướng mọi người ơi. Tại vì ở đây nước nó quý giá quá. Tính nấu canh chua nhưng mà giờ mình nấu canh chua thì tối nay không có nước rửa người với lại nước tắm á, nước uống á. Nên thôi mình nướng đi. Đốt lửa than lên có cái than bắt đầu nướng mấy con cá này là ăn cơm được rồi. Cầm cái muối ớt nữa. Cá ngon không? Dậy xuống rửa cá đi. Rồi thì cũng đang lặn rồi mọi người. Nên bây giờ Sang với đứa sẽ tranh thủ nướng cá để ăn tối nha. Sẽ nướng mấy con cá bự thôi. Để ngoài đây chút hồi hồi có than đi, hồi mình nướng sao. Gác qua đây để cho. Để phía ngoài cho nó ráo thôi. Khi nào mình có than nướng sao. Chứ nướng lửa ngọn này ăn đã bụng. Nướng cá thì không nướng lửa ngọn nha mọi người. Rồi cứ để đây rồi. Con cá này bự thiệt chứ. Chín đó. Lên lên đi mấy đứa. Cá nướng thì cũng đã chín rồi nha mọi người, nên giờ dọn lên đây ăn cơm thôi. Để lên đây. Mình dỡ cái nắp son gì ra. Rồi cơm chín rồi. Cho cái chén muối ớt lên trên cái nắp son này nè. Đó, để cái chén ăn cơm. Rồi. Bữa cơm đi đó. Ăn cơm, đói bụng rồi. Sáng buổi trưa thì ăn cái cua đó chủ yếu là ăn để lót dạ thôi, chứ nói mình no là phải ăn cơm. Nên thôi giờ sáng như đi ăn cơm. Nhìn muối ớt ngon ha. Cơm nấu hơi khét á. Mà để Sang chén này cho nó mặn. Rồi, ăn cơm đi đứa. Thôi giờ Sang cơm đã bới xong rồi mọi người, cá cũng đã chín rồi. Bây giờ mà mọi người cùng với Sang với mấy đứa ăn cơm ha. Rồi, ăn cơm mấy đứa. Bể cá ăn đi. Cá đuối nè. Ê, mỗi đứa cầm con đi. Anh bẻ con cái này ra coi có trứng không. Thấy này gọi ấy quá trứng rồi. Nóng lắm mọi người. Nóng. Đây thịt cá đối này. Cá đó cái gì vậy Tâm? Em cũng biết. Ăn lại đi. Cá của Tâm mà không biết là cá gì luôn mọi người, nhìn nó lạ lắm, cái mỏ nó kỳ lắm. Nè cái đầu nữa. Nữa. Vậy ăn luôn cả cái vỏ nha. Tại vì hồi nãy rửa nước biển nó sạch rồi. Mời mọi người nha. Cá thịt ngọt thiệt chứ.
cơm, cá nướng ăn với cơm chấm muối ớt. Đói sáng giờ nó ngon mọi người. Thịt nó có xương không? Dạ có anh sao? Không có luôn. Có xương ở giữa. Ăn đi. Hỏi có xương không? Dạ là xương không? Nó kêu không có. Wow. Hồi ơi, trứng không? Đây là trứng không nè. Cái này thịt. Ừ. Đây, phía trong thịt con cá đối mọi người. Thịt nó nói thật cho mọi người là ngọt hơn cả cá lóc đồng nữa. Ngon lắm luôn. Đây mà mọi người. Ít xương nữa. Ngon quá. Ăn cá đối á, ăn cá đi mấy không? Ăn mấy con bự bự nè. Mấy con kia sợ xuống. Đây, sợi cắn này nha. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa vừa mới ăn cơm xong mọi người. Giờ lên trên xuồng để chạy về cái chòi khi sáng mình làm á. Để ngủ lại đó. Trời, bây giờ cũng sắp tối luôn. Thôi, giờ chạy về chòi nha. Sáng giờ cũng mệt quá trời. Về chòi chắc là Sang với mấy đứa nghỉ ngơi thôi. Chứ... Rồi lên. Nên là mấy đứa lên xuồng đi. Về chòi thì chắc là Sang với mấy đứa cũng nghỉ ngơi thôi. Chứ cũng không có đi soi hay đi săn đêm gì hết cả mọi người. Tại vì sáng giờ lội nước cũng mệt quá mệt rồi. Đẩy đầu xuồng lên trên. Ngồi yên nha, cái xuồng này nhỏ lắm. Nó không giống như xuồng ở chỗ. Ủa? Hết xăng hả? Giờ Sang với mọi người mình sẽ chạy về láng nha. Tại vì trời cũng tối rồi nên Sang tranh thủ về thôi.